Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Này, nhân tộc có thể miễn cưỡng đứng chân ở trong chiến trường mười mấy đại vực. Sự bỏ ra của các lão tổ cửu phẩm có công rất lớn nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ cần có mặc sao tương lai mặc tộc chắc chắn là không thiếu vực chủ và vương chủ lớn mạnh. Sau mấy ngàn năm, ưu thế mà các lão tổ không tiếc cái chết cũng phải xây dựng nên đã không còn nữa. May mà thứ nhân tộc thiếu là bát phẩm cao cấp, có thể giết tiên thiên vực chủ. Thiếu cửu phẩm có thể giao phong với vương chủ trong tương lai. Mà tất cả thứ này đều phải xem sự cố gắng và trưởng thành của các thiên tài. Họ mới là tương lai của nhân tộc. Huyền Minh Vực trong đại doanh nhân tộc. Nếu bây giờ đã nghi hòa, vậy sau này bên Huyền Minh Vực chẳng phải chúng ta không còn gì để làm nữa sao? Không đúng, không đúng. Chúng ta có thể đi chi viện chiến trường các đại vực khác. E rằng là không được. Tuy chuyện nghị hòa đã bàn bạc ổn thỏa, nhưng bên Huyền Minh Vực vẫn cần bát phẩm tọa chấn để uy hiếp. Hai là ta có ý xây dựng 10 trụ sở nhân tộc ở trong Huyền Minh Vực, cần chư vị đi. Trụ sở gì? Nếu muốn luyện binh, vậy thì phương thức quân đoàn tác chiến quy mô lớn không thích hợp nữa. Huyền Minh Vực rất lớn, xây dựng trụ sở nhân tộc ở các nơi cũng tiện cho các tướng sĩ giết địch chỉnh đốn ở gần đó. Đúng vậy, như vậy đi. Mấy trụ sở đó cũng có thể cung cấp sự bảo vệ ở một mức độ nhất định cho các tướng sĩ nhân tộc. Đúng là vậy, luyện binh thì luyện binh, nhưng cũng phải cố gắng làm giảm bớt tổn thất mới được. Đại nhân suy nghĩ chu đáo. Nếu như chư vị không có ý kiến khác, vậy thì bắt đầu hành động đi. Cẩn tuân thánh lệnh của đại nhân. Rất nhanh, phía bên Huyền Minh quân đã hành động. 10 vạn đại quân mở ra hết trụ sở này đến trụ sở khác ở Huyền Minh vực. Trong mỗi trụ sở đều có khí tức của mấy vị bát phẩm. Phong Nam vực. Dương Khai, cậu đến rồi. Gần đây bên nhân tộc thế nào rồi? Gặp qua hai vị lão tổ, tình hình hiện giờ của nhân tộc ổn định. Ngoài ra, đệ tử được Tổng Phủ Tư xem trọng, đã nhận chức quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân. Cậu đúng là có tư cách này. Nói ra thì nếu cậu tọa trấn Huyền Minh vực, chắc chắn ngày tháng bên đó không dễ sống nhỉ? Đang muốn bẩm báo với hai vị lão tổ, đệ tử đã nghị hòa với Mạc Tông. Nghị hòa, cậu suy nghĩ chu đáo. Thật ra lần trước, lúc Hạng Sơn đến, cũng nhắc đến việc này. Hạng đại nhân cũng có dự tính nghị hòa. Hắn không nói nào muốn nghị hòa, chỉ nói những mầm giống tốt đó bị chôn vùi rồi, bế môn tạo xe. Sau này chưa hẳn có tác dụng lớn. Ngược lại là cậu đã trước hắn một bước, cậu làm tốt lắm. Phía bên Mặc tộc cũng đồng ý nghị hòa. Giết họ sợ trước đã. Họ đương nhiên là đồng ý. Xem ra bên Mạc tộc chết không ít vực chủ. Tiểu tử tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ. Người quan tâm nó. Tạm thời tình hình ở bên Huyền Minh vực ổn định lại rồi. Nhưng nếu luyện binh, một đại vực có lẽ không đủ. Đệ tử chuẩn bị sau này đến các đại vực khác xem thử. Cố gắng mở thêm mấy chỗ luyện binh. Được. Nhưng cũng phải để lại mấy chiến trường. Mấy tên nhóc đó sau này tấn thăng bát phẩm, còn phải tranh đấu với vực chủ. Như vậy mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Đệ tử đang có ý này, tiểu tử hà tất phải vùng vẫy khổ sở. Nay người ở thượng đẳng chết rồi, thời đại của Mặc tộc ta thống nhất chư thiên đến rồi. Chờ ngày bổn tôn thoát khỏi trói buộc này, chính là lúc các ngươi thần phục. Thứ này hình như tinh lực rất là dồi dào, hai vị lão tổ còn có thể kiềm chế nó bao lâu? Nếu hắn một mực muốn thoát ly chỉ dựa vào hai ta, e là không thể nào kiềm chế được. Vậy phải làm sao? Cự thần linh màu đen này nếu thật sự thoát ly, nhân tộc không đỡ nổi. Cho dù là Phục Quảng tiền bối xuất quan, liên thủ với hai vị lão tổ cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta. Yên tâm, nếu hắn thật sự cưỡng chế thoát ly, phải trả giá không nhỏ, ít nhất.
cánh tay xuyên qua hai vực này phải bỏ lại, thực lực cũng giảm mạnh. Hắn đang chờ cơ hội, đồng thời cũng đang trị thương. Trong thời gian ngắn, bên này không có vấn đề gì. Vậy ta yên tâm rồi. Chả trách cự thần Ninh màu đen lại bị trói buộc ở đây lâu như vậy, Mặc tộc cũng không đến chi viện, thì ra là có nguyên nhân này. Phục Quảng tiền bối còn đang trị thương ở trong Long Đàm, chắc không có ngàn năm không ra được. Chờ ông ấy xuất quan mới giúp hai vị lão tổ, vậy thì bên này ổn thỏa hơn rồi. Nói ra thì, tên A Đại đó không biết chết đi đâu rồi, chẳng lẽ đến chiến trường Mặc rồi. Dương Khai, cậu đừng có áp lực quá lớn. Bọn già bọn ta không có bản lĩnh, đem gánh nặng đè trên người của các cậu vất vả rồi. Lão tổ đừng nói vậy, đây là chức trách của bọn ta. Đệ tử còn có việc cáo lui trước, đi đi.